Dạ Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì đây tiếp tục là một cô chàng trai người quê gốc ở An Giang đang bị bán lừa ở bên đất nước Thái Lan các bạn. Hiện nay thì chàng trai này tiếp tục vượt ngục bỏ trốn chạy thục mạng. Kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này nhé. Em đang ở đâu? Em đang trong rừng nè anh. Trong rừng luôn hả? Em ở chỗ nào đó? Dạ, bên Thái Lan anh. Em họ tên là gì? Nguyễn Anh Huy anh. Nguyễn Anh Huy, em sinh năm bao nhiêu? Dạ, sinh năm 2022 anh. 2002, năm nay 20 tuổi hả? Em quê quán ở đâu? Dạ. Quê quán em ở đâu? Phú An Giang anh. Ở An Giang, Châu Phú An Giang hả? Dạ. Em đã liên hệ với cho An Phú An Giang hả? Dạ. Em đã liên hệ cho gia đình chưa? Dạ em bây giờ em không có, em mất liên lạc gia đình anh. Em có số điện thoại của gia đình không? Không, em mất là em mất cái liên lạc luôn anh ơi. Mất liên lạc là sao? Anh cũng chưa hiểu. Em có nhớ số điện thoại của người thân không? Không. Em bên Thái mà sao em nhớ được cái số Việt Nam anh? Em qua bên Thái lâu chưa? Em đi bằng cách nào? 4 năm rồi anh ơi. 4 năm là qua đó. Dạ. 4 năm rồi. Em đi bằng phương tiện gì, đi bằng cách nào? Dạ em đi làm giấy bò đi bình thường với anh, mà bây giờ giấy bò em bị hư rồi. Bị hư nhưng mà cho anh hỏi thế này, tại sao, lý do tại sao mà em đi công ty mà sao nó vẫn lừa em là sao? Em cũng không biết nữa. Nó nói đi qua đây làm để kiếm tiền thì gửi về cho mẹ gia đình. Bây giờ em cũng không nói gia đình nữa, bây giờ em không biết sao nữa anh. Quay là 4 năm mà em không có thấy tiền lương tiền gì hết anh. Em quay cái mặt cho anh xem nào, Dạ. Quay cái mặt anh xem nào. Dạ. Mặt em đâu? Dạ anh. Đứng cách xa anh mới thấy rõ hết mặt chứ. Bây giờ tụi nó đi kiếm em không? Dạ đang truy lùng em quá trời anh ơi. Truy lùng à? Bây giờ em vô trong rừng, vô trong rừng liệu có ổn không? Gì ăn cái đó anh ơi, sao vậy? Anh hiểu điều đó, nhưng mà trong rừng cái khu vực đó liệu có an toàn không? Nó chúng nó có đi vô trong rừng nó kiếm không? Dạ không, nó lục soát ngoài đường không anh? Nó lục soát ngoài đường hả? Mà nó kêu, nói chung là nó kêu tên em quá trời luôn hả? Bây giờ là nó sẽ đi kiếm những các bến xe, bến ga, bến tàu. Dạ. Ừ, nhớ nha, cảnh giác cao độ là bây giờ hiện nay nó đi tìm, nó tìm bến ga, bến tàu là một, hai là xe ôm công nghệ hoặc là những cái loại xe ôm Grab đó. Dạ. Ừ. Bây giờ ở bên Thái này anh không biết là anh cứu em kiểu gì. Bây giờ thằng này nó trốn ra ngoài rồi, bên Thái trốn được ra ngoài rồi. Được rồi, công an Thái Ban bắt luôn tại công ty đấy. À. Để nó bắt, nó bị một chỗ. Lấp nhưng bây giờ trong rừng. Cứ lấp im đấy. Alo em ơi, Huy ơi. Dạ. Anh nói em nghe không? Dạ. Bây giờ phải lúp đi, nhưng mà nếu công an nó bắt được hoặc là dân phòng hoặc biên phòng nó bắt được, nó sẽ đưa về trả về vị trí cũ đó. Dạ biết anh. Ừ, em có hiểu không? Đang đi gì đấy? Đi bộ, đang chạy trong rừng. Alo. Ơi. Ơi. Quay mặt anh nghe này. Quay mặt này. Dạ. Tìm chỗ nào thật, tìm chỗ nào có gốc cây to mà lấp vào. Tìm chỗ nào có cây to mà lấp vào. Dạ. Bây giờ em tìm từ Thái Lan, bây giờ em tìm đường sang Campuchia cho anh được không? Nhưng mà em không biết tiếng anh ơi, em cũng không có tiền trong người, em không có đi được nữa. Em không biết tiếng hả? Bây giờ em không biết tiếng Campuchia. Không biết một tiếng nào luôn hả? Không biết một tiếng nào luôn anh. Bây giờ nếu em tìm được đường sang Campuchia thì anh sẽ đi sang đây, anh sẽ cứu em về. Dạ em được, nhưng mà em không có tiền bắt xe lên chở anh. Quá xa anh ơi. Bao nhiêu xa? Nó quá xa rồi. Bao nhiêu xa? Dạ. Bao nhiêu xa? Khoảng 3.000 anh. 3.000 tiền Thái, nói chung là cũng khoảng 2 triệu, 3 triệu tiền Việt mình anh. 3 triệu tiền Việt nó nhỏ mà. Nhưng mà bây giờ không có cách nào anh chuyển tiền em được. Bây giờ sao vậy anh? Bây giờ vô nhà dân xin được không? Nhờ được không? Em cũng biết nữa đó em. Em ở đó thì em này, nếu mà được thì... Em ở đó một thời gian dài thì em tiếp xúc với người Thái thì em thấy người ta sống làm sao? Dạ. Nói chung là nó mắc em làm không anh ơi?
Bắt lao động hả? Nó cho em nghỉ. Dạ nó không cho em nghỉ ngày nào chứ hả? Em làm đó. Cũng cho nghỉ nè. Vậy là 4 năm em ở bên Thái Lan rồi đúng không? Dạ. Ờ người ta có trả lương không? Có tiền công không? Ăn uống làm sao? Không, không có trả tiền công gì anh. Nó tiền ăn, tiền uống gì nó trừ ra hết cho em luôn anh. Không được cái gì luôn à? Không được cái gì hết anh ơi. Trời ơi, thế gia đình ba mẹ em được mấy anh chị em? Dạ. Em có được ba mấy chị em mà có ba có chị hai, anh ba. Với lại chị tư à. Em quay mặt về đây đi, quay mặt về đây đi, quay mặt về đây đi. Không quay có quay nó quay mặt về đây nè. Vậy là hiện nay gia đình em có biết thông tin này em bên Thái không? Dạ, không anh. Không biết luôn à? Dạ. À đây ngoan tí ta sang ta cứu. Hả? À đây ngoan tí em cứu. Được không? Dạ. Bây giờ ấy mày gửi vị trí cho anh. Xong mày ở khu vực đó, Lào yên tĩnh nhất. Nhá. Ở đây một đêm nhá, cố gắng ở một đêm mà tụi anh sẽ có cách để cứu mày. Nhưng mà không được thò đầu ra đường nhá, đừng có bén mảng cái đường. Lát nữa là tắt định vị đi nhá. Nghe không? Dạ dạ dạ. Tắt, lát nữa em sẽ tắt. Lát nữa em sẽ tắt cái định vị đi cho anh, không nó quét định vị nó sẽ thấy. Lại cho anh hỏi này, cho anh hỏi mày nhá. Có phải mày ở tầng mấy, mày ở tầng mấy? Đang ngoài đường cơ mà. Không, lúc trước mày ở tầng mấy? Dạ. Mày ở tầng mấy, lúc trước mày ở tầng mấy? Rồi sao anh không hiểu anh? Cái có phải là cái nhà tòa nhà mày nhảy ra mà chạy đi, mày chạy xuyên qua rừng đấy là mày nhảy qua cái lán xe đúng không? Không anh, em nói chung là em vô luôn là mình em ướt luôn anh. Em nhảy luôn là cái nào cái căn căn thứ mấy? Ờ chỗ mày có 4 căn thôi đúng không? Rồi anh hỏi mày căn của mày có 4 căn đúng không? Có 2 căn anh. 2 căn thì đó là 4 căn chứ. Chỗ đấy của mày phải 4 căn chứ. Anh có thằng em cũng ở chỗ mày. Bỏ đi của anh đi. Chỗ mày hôm đó có 2 người trốn rồi đúng không? Không ai trốn thì có mình em anh. Rồi bây giờ cái lớp ở đấy nhá, lớp ở đấy. Lớp cẩn thận nhá, máy còn nhiều pin không? Anh bảo nhá, bây giờ máy này, máy để pin. Anh bảo máy này để pin ở chế độ thấp nhất, tối màn hình nhất, hiểu chưa? Không được để hết pin. Dạ. Ờ tầm cho anh nếu mà có sang được thì tầm 9 giờ thế nào vậy? 4 giờ chiều mai anh mới tới cho mày. Dạ 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 dạ. Ờ ở đây anh sẽ cứu nhá. Cẩn thận, nấp vào nhá, cẩn thận. Thấy chưa? Dạ. Không được để nó bắt. Để ý vào nhá. 4 giờ anh. Ừ, 4 giờ chiều. Có nghĩa là nhanh nhất là 12 tiếng nữa. Mày đếm ra 12 tiếng nữa cơ. Em thì, nhá. Thì bắt đầu anh đến gần đấy. Anh đến gần đấy. Nó tìm anh ơi. Chạy. Không chạy được đâu. Lấp lúc đi. Cứ chạy. Ê khổ. Nó dí rồi, nó tìm nào. Chạy vào bụi rậm ấy. Lúc vào trong gốc cây. Lúc vào đâu á. Trời ơi, nó khổ quá. Đi ta chạy rồi, chạy nữa bọn này chạy ra không phải có người vớt luôn cơ. Bảo nó cứ chạy sâu vào được, chạy sâu vào được em có cách cứ chạy sâu vào. Bình tĩnh thôi. Cố gắng hết sức bình tĩnh thôi. Bình tĩnh em. Hết sức bình tĩnh nha. Mệt rồi. Bình tĩnh nha em ơi. Dạ. Cố gắng bình tĩnh nha, lúc vào trong gốc cây đừng có thò đầu ra đường. Bởi vì nó có ống nhòm nó nhìn rất xa. Em hiểu ý anh không? Nó có ống nhòm nó đi nó nhìn rất xa, nó phóng rất xa. Vì vậy mày không thấy nó nhưng nó thấy mày đó. Tới 5 thằng rồi anh ơi. Hả? Tới 5 thằng rồi anh ơi. Nó 5 thằng luôn hả? Dạ. Em lúc vào đâu đừng để nó thấy. Ở đó có gốc cây nào kín không em? Dạ kín rồi anh ơi. Ừ kín, thật kín vào. Đừng có thở đâu ngoài, đừng có thở. Hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào. Hít sâu vào.
hít sâu vào, thật bình tĩnh, hít sâu vào, bình tĩnh đi. Nó đi xa mà nó tìm tới đây luôn trời. Nó đi tìm đó, kệ nó đi, cứ bình tĩnh đi. Đừng có chạy. Xa, anh biết là xa rồi. Em lúc vào gốc cây, khi vào gốc cây là em đừng để cái vết, nó có vết vết cây đó nha. Nếu như em lúc trong bụi cây, vết cỏ là em phải kiểm tra, không mà nó có đường đi, nó thành một cái đường mòn là nó phát hiện ra. Bên đây có 1 tầng nữa anh. 1 tầng nữa hả? Đây nè, thấy nhà đâu? À, tầng nhà hả? Coi chừng, chạy về nhìn hướng mặt trời, không lại quay lại chạy về chỗ cũ đó. Quần áo ướt luôn hả? Dạ. Trong cái rừng cây có nước không mà em chạy qua có nước hả? Lúc mà em trốn em nhảy xuống anh, em nhảy xuống ngay sang cái vũng bùn của anh. Ồ, nhảy vũng bùn là coi chừng là nó để ý, nó nhìn vết chân đó em. Dạ, em gửi rồi anh ơi. Ừ, coi chừng nó thấy vết chân của em. Rồi giờ sao anh? Bây giờ em cứ lúc đó chịu khó, em ở một cái điểm nào thật yên tĩnh, em cứ ngồi yên cho anh. Đi vào, sâu vào lằm vào, em tìm cỏ hay tìm những lá cây khô em để em sao hình, em tạo hình giống như một cái bình thường, một cái ấy bình thường thôi, đừng để ra dấu hiệu gì cả, ngồi yên thôi. Nó có đi tới cũng kệ, nó đi tới cũng không được chạy, bởi vì đã lúc mà yên tâm rồi, nó tới cũng không được chạy, tới là nếu mà mình chạy là không có chạy nổi đâu. Em có thể nhớ số điện thoại là của gia đình hoặc của bạn bè không? Em có số ai chứ anh ơi, bây giờ quả ở đây 4 năm rồi, em đâu có nhớ số ai đâu anh. Rồi bây giờ em cho anh số điện thoại của em, anh gọi được không? Được. Anh gọi qua cho em được không? Được, được. Số điện thoại Thái Lan không biết gọi được không? Số điện thoại hả? Dạ, số điện thoại Thái Lan của em á. Ừ rồi, bây giờ em gửi cả số điện thoại cho anh. Nhưng mà xong đó, có thể là anh sẽ gọi cho em, hoặc có thể là anh chưa gọi, có gì nhắn tin đi, còn khi nào cần thiết anh sẽ gọi. Với điều kiện là em phải lấp ở đâu thật an toàn, lát nữa gửi vị trí cho anh. Dạ. Nha, cố gắng khoảng 12 tiếng nữa nha. Dạ. Ừ, cố gắng hết sức, đừng để nó phát hiện, có gì phải báo cho anh. Nha. Vậy Huy nha. Ừ, yên tâm đi, vậy đi, yên tâm đi. Cảm ơn anh. Rồi, yên tâm đi. Cảm ơn anh nha. Ừ, không được. Đã lấp vào trong gốc cây, lấp ở cái lùm kín, khi thấy nó không được nhúc nhích mà không được chạy, nếu mình chạy nó sẽ phát hiện. Dạ. Nghe không? Dạ, nghe anh. Cố gắng đi nha. Dạ. Rồi. Dạ.